Hoài Phương xin chào các bạn. Hôm nay mình có lô máy công Nhật Bãi muốn giới thiệu đến các bạn. Giá thì mình báo trên video. Giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k. Bên mình có ship code toàn quốc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766, gặp Phương để đặt hàng nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên muốn giới thiệu với các bạn thì nó sẽ là một con dòng long cát nha. Con này sẽ là dòng long cát DF40. Thì nó sẽ có ratio là 14.6. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nha, Korea như thế này. Ngoại hình tổng quan của nó sẽ là một màu đỏ phối với nhau. Phần cối sẽ là cối carbon, thân carbon và tay quay này là kim loại nha. Ngoại hình tổng quan của máy thì sẽ như vậy. Ngoại hình nhìn chung sáng đẹp, máy nhỏ gọn nha. Tay quay đổi được trái phải nha các bạn. Có trầy xước ở một số chỗ, lăng thì sáng như vậy. Phần nắp nha, phần nắp của con máy. Chỗ này có chặn cước như vậy luôn nha. Gạt cước hoạt động tốt nha. Một con máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt luôn nha các bạn. Còn về thông số cước của nó thì cước số 3 nha. Cước số 3 này mình sẽ vào được là 170m. Thì con này size của nó sẽ là size 3000 nha. Máy con này thì ở ngoài khá là nhỏ gọn thôi. Đó, tiếng lưỡi gạt của nó thì sẽ như vậy. Tay quay đổi trái phải đều được. Và tay quay nó là dạng gập. Mình bấm nút ở đây, gập lại. Sử dụng mình mở ra nha. Đổi trái hay phải gì nó đều được hết. Máy chạy nha. Máy chạy ok nha các bạn. Chốt chặn nè. Đảo chiều của máy luôn. Đảo chiều ok nha. Chốt chặn. Quay tới. Và con số 1 size 3000 hàng Hàn Quốc này nha các bạn. Thì nó sẽ có giá là 250k. Số 1 250. Tiếp theo mình qua đến số 2 nha. Số 2 dành cho ai thích size lớn dòng carbon gọn nhẹ nha. Thì con này nó sẽ là một con Daiwa nè. Daiwa 2000. Đó, tên của nó thì sẽ là Daiwa dòng carbon sport 2000. 2000 này chỉ là tên thôi nha các bạn. Size của con này nó sẽ khác nha. Dòng máy này sẽ là dòng máy Daiwa carbon. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Đài Loan xuất Nhật nha. Daiwa Taiwan, Đài Loan nha. Đài Loan xuất Nhật. Thì con này phần cối nó sẽ là cối carbon, thân carbon này. Thì nó cũng sẽ có một số chỗ kim loại nha. Và tay quay này sẽ là tay quay kim loại. Đây, tay quay có chữ Daiwa. Ngoại hình con này khá là sáng đẹp luôn nha. Ngoại hình máy rất là sáng đẹp. Đó, ngoại hình máy sáng đẹp như vậy. Máy sáng đẹp nha các bạn. Tay quay thì mình đổi trái đổi phải gì đó đều được nha. Dành cho ai thích size lớn dòng carbon gọn nhẹ. Con này tối thiểu của nó thì cước năng mình vào 150m. Còn tối đa của nó là cước 170m. Thì con này size của nó sẽ là size 7000 nha. Size máy 7000 ở đây có chặn cước. Lăng đá sứ sáng như vậy nha. Phần nắp nè có chữ Daiwa luôn. Đó, ngoại hình tổng quan nói chung con này nhìn chung sáng đẹp nha các bạn. Gạt cước nè, hoạt động tốt. Size máy 7000 nha. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Dòng này là dòng Daiwa Sport GS 2000 nha. 2000 như mình báo lúc nãy chỉ là tên. Còn size của nó là size tới 7000 luôn nha. Size 7000, máy nhỏ gọn nha. Đó, ngoại hình tổng quan của nó thì sẽ như vậy. Đó. Tay quay mình đổi trái phải gì đó đều được nha. Tay quay này là kim loại. Máy chạy nha các bạn. Đó. Máy chạy rất là mượt luôn ấy. Chốt chặn nè. Đảo chiều nha. Đảo chiều êm. Chốt chặn. Quay tới nè. Đó. Máy rất là mượt luôn. Trên tem nó có in logo như vậy nha. Và ở đây nó cũng có một cái logo bằng kim loại rất là đẹp như vậy. Logo Daiwa nè. Kim loại rất là đẹp ở phía sau như vậy nha. Và cái con máy carbon size 7000 hàng nói chung cũng sáng đẹp nè. Nó sẽ có giá là 370 nha. Con số 2 370. Hàng Đài Loan xuất Nhật nha. Tiếp theo mình sẽ qua đến con số 3. Số 3 thì sẽ là một con máy hộp nha. Thì mình sẽ bỏ lên đây. Con này nó sẽ là dòng Sinus. Dòng này rất là bền. Con này là dòng của hãng Ryobi nha. Ryobi Sinus XS2000ZM. Đây sẽ là tên nha. Size máy nó sẽ khác. Đây, để mình xem một số thông số của nó. Con này ratio rất là cao luôn nha. Con này ratio của nó sẽ là 15.2. Tải 6kg nè. Về trọng lượng nó sẽ là 293g nha. Về cước thì cước số 4 mình vào 150m. Thì con này tương đương size của nó sẽ là size 4000 nha. Size 4000 như vậy. Đó, cái hộp nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. 2000 là tên nha, 4000 là size. Thì ở bên trong nó sẽ là gồm cho mình là con máy nè. Đó, con máy nhân vật chính nha. Thì nó sẽ đây nha các bạn. Ở trong thì nó sẽ có cái gì đây. Bên trong này thì sẽ là có giấy tờ của Ryobi nha. Ryobi Sinus nè, XS nè. Nó có các ghi các dòng nè. Từ 700.500, 1.000, 2.000 nha. Đó, dòng của nó. Thì giấy tờ của Ryobi. Bên này cũng giấy tờ Ryobi nha. Có gì thì các bạn vừa tham khảo. Tiếp theo thì mình sẽ đến nhân vật chính là con máy. Khi các bạn nhận hàng á, thì tay quay nó sẽ là tay quay gập.
Thì các bạn cứ mở ra như vậy nha. Hàng của nó sẽ là hàng của Japan nha các bạn. Made in Japan, con này thì dùng rất là bền luôn. Ngoại hình tổng quan của nó ratio 1:5.2 nè. Ngoại hình tổng quan thì nhìn chung mình thấy nó sáng đó, màu rất sáng, mọi thứ sáng, nhưng mà con này có trầy xước ở một số chỗ nha. Chỗ này mình thấy cũng có trầy xước nhẹ nè. Đó. Con này cũng có trầy xước ở một số chỗ nha các bạn, mình cũng sẽ quay kỹ cho các bạn. Ở ngoài thì nó sẽ là gọn nhẹ nha. Tay quay mình đổi trái phải gì đó đều được, có trầy xước một số chỗ. Cước số 4 vào 150m, con này size 4000 nha. Lăng sáng bóng, phần nắp thì có chữ Ryobi như vậy. Đó, ngoại hình tổng quan nhìn chung còn sáng, có trầy xước một số chỗ nha, giống như mình báo Ryobi nè. Và cước hoạt động tốt, size máy thì sẽ là 4000 nha, còn 2000 là tên thôi nha các bạn. Một con máy sống giữ ga hoạt động tốt nha. Ở đây có chặn cước luôn. Tay quay thì mình đổi trái đổi phải gì đó đều được hết. Tay quay nó sẽ là dạng gập, mình bấm nút ở đây gập lại, sử dụng mình mở ra nha, đổi trái phải gì đó đều được hết nha các bạn. Máy chạy nè, máy chạy thì rất là mượt, dòng này thì chạy mượt rồi, không có gì để bàn cãi hết. Chốt chặn, đây chốt chặn của máy, đảo chiều luôn, đảo chiều êm nha, đảo chiều êm không có tiếng gì hết. Chốt chặn nè, quay tới đó, máy rất là mượt luôn. Và con Ryobi Sinus hàng hộp này nha các bạn, size 4000. Ngoại hình thì cũng có trầy xước một số chỗ nha. Nó sẽ có hàng Japan nha, hàng này là hàng Japan. Thì nó sẽ có giá là 600k, số 3 600k. Tiếp theo mình qua đến con số 4 nha. Số 4 thì mình qua đến một dòng máy kim loại. Thì con này nó sẽ là con của dòng Olympic nha các bạn. Dòng Olympic, con này sẽ là Olympic nè. Cái tên của nó là Olympic Spark 230 nha. Con này thì đó, ngoại hình tổng quan con này sẽ là toàn thân kim loại, ngoại hình khá là sáng đẹp nha. Con này là cối kim loại, thân kim loại và tay quay nó kim loại luôn nha các bạn. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan nha, Olympic Japan như thế này. Ngoại hình tổng quan của nó nè, đó, ngoại hình tổng quan thì sẽ như vậy đó. Ngoại hình tổng quan nhìn chung còn sáng đẹp nha, cũng sẽ có trầy xước ở một số chỗ nha các bạn. Tay quay thì mình đổi trái đổi phải gì đó đều được hết. Con này thì nó không in thông số cước, nhưng con này size của nó tầm khoảng 7-8 ngàn nha, size 7-8 ngàn. Lăng thì sáng bóng như vậy đó, phần lăng thì sáng bóng như vậy. Size thì không có in nhưng mà size nó tầm 7-8 ngàn nha. Phần nắp thì có logo của Olympic luôn. Ngoại hình tổng quan thì các bạn thấy nó cũng khá là sáng nha. Đây, tay quay nè, đó. Gạt cước hoạt động tốt, máy sóng giữ ra hoạt động tốt luôn nha. Cố này là cố kim loại luôn nha. Con này thì toàn thân nó là kim loại hết. Tay quay thì mình đổi trái đổi phải gì đó đều được. Và tay quay nó là dạng gập, thì mình vặn cái này đúng không, xong rồi mình vặn cái này, mình gập lại. Đây, mình vặn hết cỡ xong rồi mình gặp lại nha. Sử dụng thì mình mở ra mình vặn ngược lại thôi, vặn theo chiều ngược lại là được. Tay quay này thì mình đổi trái đổi phải gì đó đều được hết nha các bạn. Size máy bằng 7-8 ngàn, tay quay trái phải đều được. Máy chạy nè, con này đúng kiểu động cơ mạnh mẽ, tiếng máy nó chạy nó sẽ như vậy. Chốt chặn, đảo chiều nha, mấy dòng máy nhôm thì rất là bền nè, đảo chiều ok. Chốt chặn, cái con Olympic toàn thân kim loại hàng Japan như các bạn, size tầm 7-8 ngàn. Ngoại hình nhìn chung cũng sáng đẹp này, nó sẽ có giá là 800k nha, con số 4 800k. Tiếp theo mình qua đến con số 5. Số 5 là một con mà dành cho ai không quan tâm ngoại hình nha, giá nó thì rất là mềm luôn. Con này thì sẽ là dòng máy nhôm, hàng của nó thì sẽ là hàng của Daiwa nha. Đây, con này dòng của nó sẽ là dòng Daiwa Spotlight ST3 nha, ratio là 1:4.8. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng Japan, Daiwa Japan như vậy. Ngoại hình tổng quan thì toàn thân kim loại nha, cối, thân, tay quay kim loại hết. Và ngoại hình con này trầy xước rất là nhiều nha. Đó, có sao mình báo vậy, có trầy xước thì báo trầy xước thôi. Đó, ngoại hình con này trầy xước khá là nhiều nha các bạn. Này dành cho ai không quan tâm ngoại hình nha. Đó, trầy xước nhiều thì mình cũng có báo kỹ rồi đó, là trầy xước nhiều như vậy. Ratio của nó sẽ là 1:4.8. Về thông số cước thì cước 7 nha, mình vào được 210m, con này size tầm 7-8 ngàn nha. Ngoại hình có trầy xước nhiều, lăng thì sáng như vậy, lăng còn sáng nha. Phần nắp thì nó sẽ có logo của Daiwa luôn. Đó, ngoại hình tổng quan trầy xước nhiều. Gạt cước nha bạn, gạt cước hoạt động tốt nha. Một con máy sống giữ ra hoạt động tốt nha bạn. Đó, tay quay thì mình đổi trái đổi phải gì đó đều được nha. Và tay quay nó sẽ là tay quay dạng gập, thì mình bấm nút ở đây, mình gặp lại, sử dụng mình mở ra nha. Đó, đổi trái hay phải gì đó đều được hết. Máy chạy nha, đó. Máy chạy ok nha bạn, máy chạy ok. Chốt chặn nè, đảo chiều, đảo chiều ok luôn nha. Chốt chặn, đi tới. Và
con đai qua ngoại hình rời xước nhiều này nha các bạn, thì nó sẽ có giá size thì tầm khoảng 7.000-8.000 gì đó, nó size tầm 700.000, nó sẽ có giá là 250k nha, số 5 250k, hàng Japan. Tiếp theo mình qua đến con số 6 nha. Số 6 muốn giới thiệu với bạn thì nó sẽ là qua dòng Ryobi nha. Con này nó sẽ là dòng Ryobi Sinus VS100 1500ZM nha. Thì cái này là tên, size nó sẽ khác nha. Con này cối của nó sẽ là cối kim loại nha các bạn, cối kim loại. Thân của nó thì là thân carbon nha. Và tay quay nó, tay quay con này là kim loại nhưng mình mới cắn thử rồi, tay quay nó kim loại. Và hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan nha các bạn, Japan. Đó, ngoại hình tổng quan thì con này ngoại hình nhìn chung còn sáng nha, nhưng mà nó cũng bị kiểu oxy hóa ở một số chỗ nhẹ nhẹ các bạn. Ratio, con này ratio của nó là 15.2 nha, ratio 15.2, chạy là chạy 3 bạc đạn nha, chạy 3 bạc đạn ratio 15.2. Ngoại hình tổng quan nhìn chung còn sáng đẹp nha. Đó, chỗ này cũng oxy hóa nhẹ một xíu nè. Oxy hóa nhẹ một xíu nhưng mà không ảnh hưởng gì nha các bạn. Đó, nhẹ một xíu nhỏ như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Có sao thì mình sẽ quay kỹ cho các bạn luôn. Tay quay, cái chỗ này á là cái nắp, nắp ở ngoài, bọc ngoài thôi nha. Cái này là rong nè, rong nó bám lại nè các bạn. Đó, kiểu vậy nha. Lăng sáng nha, lăng sáng. Phần nắp thì có chữ Ryobi như vậy. Đó, bên trong cái cối này, cối này, cái màu vàng của nó sẽ là một cái màu vàng nhẹ nhẹ nha, rất là đẹp luôn. Cối màu vàng nhẹ nhẹ rất đẹp. Còn tem cối luôn nha các bạn, còn tem cối. Cái này là do bên đó người ta bảo quản không kỹ nên mới kiểu bị rong ăn ấy. Và con này á thì cước số 3 mình vào được là 150m, size là 3.000 nha. Chỗ này thì cũng bị bám rong một xíu chỗ này đó. Cước 3 150m, size 3.000 nha. Đó, mấy chỗ bám rong là mình chỉ hết các bạn rồi đó. Lăng sáng bóng nha, gạt cước nè, hoạt động tốt. Còn lại ngoại hình con này ở ngoài đẹp nha các bạn, ở ngoài rất là đẹp luôn á, ở ngoài nhìn đẹp mê. Ryobi nè, mà tính mình nó hơi cầu toàn á, thì mình thích đẹp kiểu nhiều á. Đây, một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt nha. Ở đây thì có chặn cước nha các bạn. Đó, máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt. 1500 á là tên nha. Còn size của nó tới 3.000 nha các bạn. Con này chạy là chạy tới 3 bạc đạn luôn nè. Ở đây nó cũng in, hai bên in cũng 3 bạc đạn như nhau. Đó, 3 bạc đạn. Thì con này dạng gập, tay quay dạng gập, bấm nút cái là gập nè, sử dụng mở ra. Tay quay cán gỗ luôn. Mấy dòng này thì bền và êm lắm. Đó, máy êm ru luôn nha. Chút chặn nè. Đúng rồi, con này nhìn màu nó sang á, kiểu vậy. Đảo chiều nha. Đảo chiều êm luôn nha các bạn. Chút chặn. Quay tới. Máy rất là mượt. Và cái con Sinus size 3.000 nha các bạn, chạy 3 bạc đạn, cối kim loại màu vàng nhẹ nhẹ này, nhìn rất là sang này, sẽ có giá là 550 nha. Con số 6 550k. Tiếp theo mình qua đến con số 7. Số 7 là một con chắc lâu lâu mới có được con. Thì con này nó sẽ là hàng của dòng Diamond nha, dòng quá quen thuộc rồi. Con này nó sẽ là dòng Diamond Omori nha các bạn, Omori SS Mikono 101. Thì con này hàng của nó sẽ là hàng carbon đó các bạn, hàng carbon, mà carbon nó sẽ là carbon graphene nha. Đó, dòng carbon than chì á. Hàng của nó thì sẽ là hàng Japan như vậy. Và con này thì nó sẽ tuy là nhỏ nhỏ, ở ngoài nó bé xíu thôi nha, ở ngoài nó bé xíu thôi. Nhưng mà nó có nhiều chức năng khá là thú vị. Thì con này phần cối của nó sẽ là phần cối carbon, thân carbon. Và tay quay này sẽ là kim loại. Radio của nó sẽ là 15.2. Về ngoại hình rất là sáng đẹp, tầm khoảng cỡ 90 hoặc là, thôi mình cứ cho 90 đi ha. Ở ngoài nó sáng đẹp lắm nha các bạn đó. Ngoại hình tầm khoảng cỡ 90 hoặc là có thể hơn nha, nhưng mà mình cứ cho tầm tầm nó đi. Tay quay thì mình đổi trái phải gì đó đều được hết. Còn về radio là 15.2 rồi. Dòng này dòng đuôi chuột nha, xả mô bin phía sau. Thông số cước thì cước 3 mình vào 130m. Thì con này size của nó sẽ là size 3.000 nha. Ở đây thì có chặn cước nè, bên này thì có chặn cước luôn. Máy ở ngoài khá nhỏ gọn nha, phần nắp của nó này, dễ thương ha. Ở ngoài con này nhỏ gọn dễ thương lắm các bạn. Lăng thì sáng bóng như vậy luôn, lăng sáng bóng như vậy nha. Gạt cước hoạt động tốt nha các bạn. Và con này có một điểm thú vị, để mà bảo vệ gạt cước thì nó sẽ bật cái này nha. Đó, mình bật cái bên hông này, cái tay mình đó, bật bên hông thì cái này nó sẽ gập vô như vậy nha. Mình có thể đẩy nó gập vô như vậy luôn để bảo vệ gạt cước rất là tốt. Còn mình sử dụng lại thì mình cứ bật như vậy, nó sẽ trở về cơ chế bình thường gạt cước của nó thôi. Rất là hay nha. Tay quay thì đổi trái đổi phải đều được. Tay quay thì sẽ là dạng siết ren. Cái này nè thì mình đó, cái này thì mình giữ cái bên này, mình bật cái này lại đó, siết ren nha các bạn. Tay quay siết ren rất là chắc luôn. Thì mình siết ren xong thì mình gập lại đó. Xong rồi đây, khi nào mình vận chuyển mình sẽ gặp lại vầy nha. Các bạn nhận hàng cứ siết lại sử dụng là xong. Đây, siết chặt lại nha. Đó. Cái này thì điều đặc biệt nữa mình muốn giới thiệu là nó sẽ có 3 chế độ luôn nha. Là một chế độ của nó thì sẽ có tiếng kêu như vậy. Đó. À, mình quên xả mô bin.
xả mô pin cái này phía sau nha, xả mô pin phía sau. Đó, tiếng mô pin của nó này, rất là dễ thương, khá là hay hay nha. Size con này thì size rất là gọn nha, size 3.000 thôi nha. Size con này size dòng 3.000 thôi. Ship mô pin phía sau. Và con này thì chế độ có tiếng kêu nè. Chỗ này là tay quay cán gỗ nè, này bằng gỗ mà sâu gỗ này nó đen đen cũng khá là hay. Đây, cái này là chế độ có tiếng kêu nha, máy thì rất là mượt, rút chặn nè. Rồi mình bật ở phía giữa này nha, cái này mình bật phía giữa thì nó sẽ là qua chế độ câu bình thường nhưng mà không có tiếng kêu. Đó, không có tiếng kêu, rút chặn luôn, rất là tiện nha. Rồi chế độ xả mô pin, chế độ đảo chiều thì mình bật qua đây, đảo chiều rất êm. Đó, đảo chiều êm ru. Qua đây là chế độ, ở giữa nó sẽ là chế độ không có tiếng kêu, chốt chặn ok bình thường. Rồi qua đây là chế độ có tiếng kêu, chốt chặn ok luôn. Đó, cho con này có 3 chế độ nha, có tiếng kêu, không tiếng kêu, đảo chiều. Máy thì size 3.000, có chế độ bật cái này để mà gặp gạt cước vô nữa. Thì con này một dòng carbon than chì, rất là đẹp nha. Máy ở ngoài thì đẹp, nhỏ gọn lắm nha các bạn, ở ngoài nó nhỏ xíu trong lòng tay. Và cái con size 3.000 nhỏ nhỏ gọn gọn hay hay này, nó sẽ có giá 800 nha. Con số 7 giá 800k nha. Tiếp theo mình sẽ qua đến con số 8. Số 8 là một con hàng hộp size lớn cốt trợ lực nha. Thì con này nó sẽ là dòng khá là đặc biệt. Dòng này sẽ là dòng Raster nè, No 5 nè. Đó, cái hộp của nó. Thì con này radio của nó là 13, radio của nó là 13.07 nè, trọng lượng là 755g. À, tải 15kg cá luôn nha, tải 15kg cá. Và thông số cước của nó là cước 12 mình vào 190m. Thì con này size của nó sẽ là 12.000 nha. Size 12.000 đó, một số thông số cơ bản của nó vậy. Phía dưới hộp khá là to nha. Thì bây giờ mình sẽ coi thử ở bên trong nó là gì nha. Russell No 5. Bên trong nó có một cái này là cái chặn cước nè, chặn cước màu trắng nha. Thấy cũng còn khá là mới. Con máy nè, nhìn đẹp lắm nha các bạn, thiết kế rất là thể thao luôn. Máy rất đẹp. Tiếp theo là sẽ là cái bao máy Ryobi nha. Đó, bao máy Ryobi màu vàng. Này thì nó cũng hơi bám bẩn nha, về mình chịu khó mình giặt. Không thì mình để sử dụng cũng được, tại nó cũng bẩn ít á. Rồi. Khi nhận hàng các bạn sẽ thấy tay quay nó như vậy. Là cái này lúc này mình gặp để mình gửi đây á, các bạn cứ mở ra cái này nha, xong mình vặn chặt lại chỗ này. Vặn theo hướng này nha các bạn. Đây, cái này mình siết chặt lại. Thì cái tên của nó sẽ là của thương hiệu là Ryobi nha các bạn. Đâu rồi? Cái thương hiệu của nó nằm ở đâu góc nào á? Để mình coi thôi. Mình nhớ là cái dòng này nó của Ryobi nhưng mà nó in ở đâu thì mình cũng quên mất tiêu rồi nha. Thôi kệ, cứ quay đi đã rồi tính. Con này hàng của nó sẽ là made in Japan nha các bạn. Made in Japan như vậy. Ngoại hình của nó thì rất là sáng đẹp luôn nha. Chắc tầm khoảng cỡ 90% nha các bạn. Cối của nó thì sẽ là cối kim loại nè. Cối kim loại, thân kim loại và tay quay kim loại. Hàng của nó sẽ là hàng chạy 3 bạc đạn như vậy nha. Chạy 3 bạc đạn như vậy. No 5 Ratcher nè các bạn. Khá là lạ luôn nha. Thường cái dòng này của Ryobi á, nhưng mà mình lại không thấy nó ghi Ryobi ở đâu. Tức ghê. Đây nha các bạn. Về thông số cước của nó thì cước 12 mình vào 190m, con này size 12.000 nha. Size 12.000. Ratio của nó sẽ là 13.07 nha. Dòng Ratchet. Để mình xem thử cái Ryobi nó nằm ở đâu đó ta. Không thấy luôn. Đây, cái con lăng của nó thì là răng lăng sáng như vậy nha bạn. Đây, lăng của nó sẽ sáng bóng như vậy luôn. Mình cũng biết là cái chất liệu gì nữa nhưng mà nó sáng sáng bóng luôn đó các bạn. Lăng nó sáng bóng. Có cái phần trợ lực ở đây nữa nha. Cái phần bảo vệ con lăng ở đây nữa. Ở đây á, thì nó sẽ có cái lỗ chặn cước ở đây. Cái này là lỗ để mình chặn cước luôn. Rồi ở đây thì ở trên nè. Đây rồi. Thương hiệu Ryobi đây nha các bạn. Ryobi nè. Ryobi. Phần nắp của nó như vậy. Gạt cước nè. Hoạt động tốt. Ngoại hình Ryobi Japan nha. Japan như vậy. Japan. Ngoại hình thì rất là sáng đẹp luôn. Ngoại hình các bạn có thể thấy là tầm 90% hoặc có khi hơn nha. Hai bên này nó vẫn còn cái miếng dán nè các bạn. Cái miếng dán bảo vệ của hai bên luôn nè. Kiểu cái chỗ này chưa bị bóc tem luôn á đó. Còn hai miếng dán luôn. Chạy ba bạc đạn này, máy rất là đẹp đó. Thiết kế đẹp lắm, ở ngoài nhìn đẹp nha. Mình quay sao nó bị xấu bớt á, tóc ghê. Chạy ba bạc đạn máy rất là đẹp luôn á các bạn. Lăng thì lúc nãy mình có báo rồi nha. Lăng sáng bóng luôn. Gạt cước, hoạt động tốt nè. Phần nắp thì thiết kế khá là hay. Ryobi như vậy. Cối sáng bóng nha, cối sáng như vậy, cối sáng lắm á các bạn.
Một con máy sống lưỡi dao hoạt động tốt, đây là tiếng lưỡi dao của máy nha. Còn con này thì nó sẽ là dòng có cốt trợ lực luôn. Cái này là phần nắp của nó. Xong rồi phần cối nè các bạn, thì nó sẽ là cốt trợ lực nha. Cái cốt trợ lực nó rất là to luôn ấy. Đây, cốt trợ lực rất là to bên trong nè. Sáng bóng luôn nha các bạn. Còn đây là phần cối nè, cối thì rất là sáng đẹp như vậy. Đó, cối sáng bóng đẹp như vậy luôn nha. Bên trong này, đây là phần cốt trợ lực của máy nha. Thì khi mình sử dụng thì mình sẽ bỏ cái này vào. Đó, tiếng lưỡi gà này, tiếng lưỡi gà của máy. Con này ngoại hình ở ngoài rất là đẹp. Tay quay nó thì mình đổi trái, đổi phải gì đó đều được hết rồi nha. Tay quay đổi trái, phải gì đó đều được. Tay quay thì khi các bạn cứ gặp thì các bạn cứ vặn cái này lại thôi. Mình vặn tới phía trước này, cái mình gặp lại sử dụng thì mình mở ra nha. Rồi mình vặn ngược lại như vậy. Tại mình vặn nãy rồi á, nên giờ vặn nữa thì hơi tốn thời gian, nên thôi nha. Tay quay mình đổi trái phải đều được. Đây, tay quay thiết kế có máy này hay không? Máy chạy. Đây, quan trọng là phần máy chạy nè. Máy chạy rất là mượt và nhanh đấy các bạn. Mình thấy radio nó ghi là 13.07 nhưng mà mình thấy chạy khá nhanh luôn. Chốt chặn này. Đảo chiều nha. Đó, đảo chiều êm ru luôn. Đảo chiều rất êm ấy. Chốt chặn. Quay tới nha. Đó, máy quay rất là êm mượt. Và con Ryobi chạy 3 mặt đạn nha các bạn. Chạy 3 mặt đạn size 12.000 Hàn Quốc trợ lực luôn. Lăng cũng có phần bảo vệ lăng luôn nha. Hàng hộp nữa, nó sẽ có giá là đẹp thì tầm khoảng 90%. Thì nó sẽ có giá là 1.200.000 nha. Con số 8, 1.200.000, quá là rẻ luôn rồi. Tiếp theo thì mình qua đến con số 9 nha. Số 9 thì mình muốn giới thiệu với các bạn. Mình đẩy cái này qua ha, để mình quay con số 9 và số 10. Đầu tiên thì sẽ là con số 9 nha. Con số 9 lại tiếp tục là dòng thân kim loại của carbon. Máy thì cầm khá là nhẹ tay nha. Dòng này quá quen rồi. Con này nó sẽ là dòng của Daiwa Procaster nha, GS8000. Đây sẽ là tên nha, còn size nó sẽ khác. Còn con này hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan như vậy. Con này cầm khá nhẹ tay như bạn. Dòng máy nhẹ Japan. Con này cối của nó sẽ là cối carbon, nên là trọng lượng của nó được giảm đáng kể nha. Thân kim loại và tay quay kim loại. Ngoại hình nhìn chung còn rất là sáng đẹp như vậy. Ngoại hình rất là sáng đẹp luôn nha các bạn. Ở phía sau còn in chữ. Tay quay thì mình đổi trái đổi phải gì đó đều được hết. Còn về thông số, tối thiểu cước 6 160. Để mình coi tối đa là nó bao nhiêu. Cước 8 thì nó vào được là 180. Con này size dao động từ 7 đến 8 ngàn. Ở đây thì có chặn cước nha. Ngoại hình sáng đẹp, có trầy xước một số chỗ. Lăng thì sáng như vậy, có cái phần bảo vệ lăng như vậy nữa. Gạt cước nè, nhẹ nhàng luôn. Đó, gạt cước rất là nhẹ nhàng. Phần nắp thì có logo của Daiwa màu đỏ như vậy, rất đẹp. Một con máy sống nha. Đó, lưỡi gà, tiếng lưỡi gà con này rất là đã. Cối con này sẽ là cối carbon nha các bạn. Cối carbon. Đó, cối carbon. Rất là gọn nhẹ. Con này máy cũng khá nhẹ thôi. Tay quay thì mình trái phải đều được. Thân và tay quay kim loại nha. Đó, tay quay của nó dạng gập nè. Mình cứ bấm nút ở đây, gập lại, sử dụng mở ra. Nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đổi trái phải đều được. Máy chạy nha. Đó. Máy chạy rất là mượt. Con này máy chạy rất là mượt luôn ấy. Chốt chặn. Đảo chiều của máy nè. Đảo chiều êm ru luôn nha. Ai mà thích dòng máy nhẹ mà size tầm 7-8 ngàn mua con này. Cầm rất là nhẹ luôn mà rất là đã luôn ấy. Đó, quay tới. Máy rất là mượt. Và cái con số 9 này thì con Daiwa size 7-8 ngàn này. Máy gọn nhẹ này thì nó sẽ, máy nhẹ này nó sẽ có giá là 900k nha. Con số 9, 900k, Japan. Dòng Procaster quá quen rồi. Tiếp theo đến con số 10 nha. Số 10 là dòng có cốt trợ lực. Con này thì cũng khá gọn nhẹ thôi, size tầm khoảng cỡ 6 ngàn. Con này hàng của nó sẽ là hàng Daiwa Mat 320 nha, hàng có cốt trợ lực. Hàng của nó thì nó sẽ không in Japan ở trên này, và nó sẽ in ở cái phần này nha. Cái này á, cái khúc này nè, Inige với lại Develop này nè, thì nó có nghĩa là cái này là được thiết kế và phát triển bởi Daiwa của Mỹ nha, USA. Và nó thì sẽ sản xuất là manufacture in Japan, thì con này nó sản xuất ở Japan nha. Đó. Lăng thì sáng, lăng sáng như vậy. Ngoại hình tổng quan thì con này có trầy xước nha. Ở đây có chặn cước size nó dao động tầm khoảng cỡ 6 ngàn. 6 ngàn. Ngoại hình tổng quan thì có trầy xước nha. Con này cũng có trầy xước một số chỗ nè. Tay quay mình đổi trái đổi phải gì đó đều được. Con này toàn thân kim loại nha. Cố nhìn vậy chứ có là đen đen vậy cho kim loại á. Lăng thì sáng. Gạt cước hoạt động tốt nha. Đây là phần nắp của nó thì nó có logo Daiwa. Và bên trong thì nó sẽ có cốt trợ lực. Máy sống lưỡi dao hoạt động tốt nha. Size tầm khoảng 6 ngàn đi cho dễ. Ôi rớt đồ. Ở bên trong nè, phần cối nè. Cốt trợ lực thì cốt trợ lực này rất là mini nha. Cốt trợ lực rất là nhỏ luôn. Nhỏ gọn nè. Tại máy cũng khá là nhỏ gọn ở bên ngoài á. Size 6 ngàn máy nhỏ gọn. Đây.
tiếng lưỡi gà. Tay quay thì mình đổi trái phải gì đó đều được rồi nha. Tay quay nó thì sẽ là dạng gập, thì mình cứ vặn cái này. Tay quay còn khá sáng nhá. Cái này mình vặn đây, cái mình gập lại sử dụng, mình mở ra này. Đó, mình vặn chặt lại là sử dụng thôi. Mình đổi tay trái hay phải gì đó đều được nha. Trái phải đều rất là tiện luôn. Máy chạy, máy chạy mình buộc rồi. Đó, chút chặn. Đảo chiều của máy nè. Đảo chiều êm nha. Chút chặn. Con này thì nó không có in thông số trên cước nha. Và con này size của nó dao động tầm khoảng 6.000 6-7.000 nhưng mà cứ cho là 6.000 cho dễ. Và cái con size 6.000 hàng đai qua này dùng thường dùng cho thị trường Mỹ hay sao á. Và con này nó sẽ có giá size 6.000 hàng quốc trợ lực đai qua dao ban này nha. Nó sẽ có giá là 700k, số 10 700k. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.